Với công văn 7066, Bộ Giáo dục và Đào tạo có hai đề xuất rất quan trọng với Bộ Nội vụ với tất cả nhân viên trường học khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu những đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xem xét thì: Thứ nhất, mọi viên chức là nhân viên trường học sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 25%, hiện nay gần như nhân viên trường học không có phụ cấp. Thứ hai, những nhân viên trường học mới được tuyển dụng sau khi hoàn thành tập sự, nhân viên trường học được bổ nhiệm và xếp lương ở bậc 2. Nếu được đồng thuận, khi cải cách tiền lương, họ sẽ được xếp vào bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và được chuyển sang mức lương tương ứng, phù hợp và có thể được phụ cấp ưu đãi 25%. Khi trúng tuyển mới, họ sẽ có thể được xếp vào bậc 2 của bảng lương. Tuy nhiên, đây chỉ là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Nội vụ. Nếu Bộ Nội vụ thống nhất sẽ phối hợp cùng các ban ngành liên quan và trình chính phủ ban hành các nghị định về tiền lương cho đối tượng này, khi đó viên chức nhân viên trường học mới có thể được hưởng.